sáng để trong cánh tay của Ngài. Lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh tôi hân hoan cất tiếng hát. Ở trên đỉnh của hy vọng, lòng tôi xiết bao vui mừng. Xin dâng lòng đầy mến yêu Ngài hoài. Nguyện lòng tôi là nơi Chúa Cha ngự đi, và người khen Giêsu tôi cất tiếng hát. Lòng nghe tiếng Chúa kéo về vùng đất của sự thánh thiêng. Xin dâng lòng tôi kính tôn thờ Ngài. Chào dân nói sao không nên lời, lòng vui sướng qua Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài. Dâng tròn để trong cánh tay của Ngài, mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời tôi. Chào dân nói sao không nên lời, lòng vui sướng qua Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài. Dâng tròn để trong cánh tay của Ngài, dâng tròn để trong cánh tay của Ngài. Bài hát nữa anh Tuấn mời Lý cầu nguyện, dân phòng cầu nguyện mình lên cho Chúa Lý ạ. Em nghe ba. Đây, cảm ơn Chúa. Cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thân Ngài tuôn đổ
làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Sau tháng con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này, nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Em xin phép được cầu nguyện, mời cả nhà nhân lên phòng nguyện thánh niên nhân lên cho Chúa. Hallelujah, kính lạy Đức Chúa Trời ban ngôi thành tín của chúng con. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì một tuần mới trôi qua đầy phước hạnh, trôi qua trên đời sống của chúng con và con dân cuộc sống của chúng con, cũng như cuộc đời của chúng con, người thân yêu của chúng con, đất nước Việt Nam và tất cả mọi người ở trên thế gian này. Chúng con xin dâng tất cả mọi người đến cánh tay toàn năng yêu thương của Chúa. Xin Đức Thánh Linh Ngài hãy vận hành hành động trên mỗi đời sống của chúng con, phục hưng để mọi tấm lòng của chúng con được tươi mới, để chúng con đến với Ngài, để mọi tấm lòng của chúng con được Chúa Ngài thanh tẩy rửa sạch quyết của Ngài, dòng quyết của Ngài tha tội trên mỗi đời sống chúng con. Và Chúa Ngài dẫn dắt chúng con, Chúa ơi, để cuộc đời của chúng con và những của tế lễ thánh sạch dâng lên cho Chúa. Ê, chính là Ngài ban cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con nói với Chúa rằng nếu không có Ngài thì cuộc sống Chúa của con không có làm gì được. Chúa ơi, xin Chúa Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng con, mặc khải những cái điều mà Chúa muốn làm trên đời sống của chúng con, trên những tay tay tớ gái của Chúa, trên các mục sư, những người được Chúa kêu gọi, để chúng con là những công cụ, những vũ khí mà Chúa ban ơn trên đời sống chúng con, để chúng con ra đi được hầu việc Ngài cho kết quả. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con được đầu phục và hạ mình vâng lời Ngài một cách hoàn toàn trên đời sống chúng con. Chúng con xin giao phó cuộc sống của chúng con, cuộc đời của chúng con dâng lên cho chính mình Ngài. Xin Chúa Ngài hãy hành động và Chúa ban phước sức giàu trên mỗi đời sống của chúng con. Con
Con xin mời thần linh của Chúa hãy hành động trên phòng cầu nguyện toàn cầu thanh thiếu niên được thành lập trong vòng một tuần rồi. Nhưng con cảm ơn Chúa vì sự ban ơn của Ngài, Chúa cho chúng con được ở trong phòng cầu nguyện thanh thiếu niên để chúng con đứng lên sức mạnh chúng con cầu thai. Cũng con cầu nguyện rằng Chúa kêu gọi, Chúa mở dẫn dắt để các thanh thiếu niên ở tất cả các nơi ở trên thế giới, trên toàn cầu này biết phòng cầu nguyện thanh thiếu niên, để họ vào phòng cầu nguyện để chúng con cầu thai, và Chúa sử dụng chúng con để chúng con được góp phần vào công việc của nhà Chúa. Và con công bố rằng phòng cầu nguyện này sẽ được nhiều người biết đến, và sẽ có những người đứng vào sự kêu gọi của Chúa cùng với anh ba để dẫn dắt phòng cầu nguyện thanh thiếu niên được phát triển. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả mọi sự vinh hiển về Cha đời đời và con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn chị Lý. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho Lý. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho cả nhà mình. Cảm ơn Chúa. Nãy giờ chị thấy em quá tự. Xây hướng, xây hướng cho nó sáng. Mà sáng nay không thấy sáng hơn mà thấy tối hơn á. Đang chưa. Cả nhà mình có gì mới không? Có gì muốn cầu làm chứng không? Chị Mỹ Lan, Mỹ Lan này có phải bạn của Hoàng Yến không ạ? Hoàng Yến nào thầy? Ai anh? Không biết. Không biết hả? Hoàng Yến dạ. Ở chứ không phải. Hoàng Yến ở ở đâu quên rồi? Ở ngoài Hà Nội á. Không phải rồi, không có quen ai ngoài Hà Nội hết đó thầy ơi. Kêu Tuấn mà Tuấn tên Tuấn hay là anh Tuấn rồi, tên thương thầy ghê quá. Già hơn hả? Anh Tuấn sợ già hả? Chắc vậy quá. Hàng chưa thấy anh Tuấn trẻ mãi à, qua này với vẫn trẻ gì vậy? Nào không dám kêu ai gọi mình bằng thầy anh ghê quá. Kim nhường quá. Cảm ơn Chúa. Như thường lệ mình tâm tình chút xíu xong rồi cái mình cầu nguyện. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa hôm nay Chúa cho cầu nguyện một linh hồn trở về với Chúa nữa. Đâu có người tin Chúa, cảm ơn Chúa. Thi An sao có gì làm chứng không? Thấy cười miếng miếng ngoài Thi An hả? Dạ không, em nghe anh tới làm chứng chưa, em cười. Tới hôm dạ hôm bữa lên đó anh tới em có dắt theo nhỏ bạn của em nữa. Cảm ơn Chú là tính lâu rồi nhưng mà không có cơ hội để đi nhóm á. Dạ. Bữa đó dắt lên có gì làm cho nó nóng nóng lại chút. Yên tâm đi, anh có bếp lò sẵn mà đưa lên là nấu liền à. Sợ khét luôn. Hút 30 giây là sôi. Dạ chào anh Tuấn. Dạ chào anh Tuấn Kiệt. Dép lại. Dạ anh. Mấy bữa trước bị lấy xe nên là em nên không công với anh em không định Tuấn ơi. Bị lấy xe gì? Lấy xe. Dạ bị tai nạn. Ủa bị té xe hả? Oh no. Rồi bây giờ sao rồi? Bây giờ khỏe chưa? Không nghe rồi. Dạ nói chung bây giờ mặt chẳng còn sưng. Sợ nghe không? Bị chạy lắm.
Đi ăn có cái lẩu mà làm hai nhặt bị lẩu rồi. Lẩu rồi. Lẩu rồi. Lẩu thành lỗ rồi. Ở bên Việt Nam mình cái đường giao thông dễ bị tai nạn xe. Không phải em chạy cũng ít bị lắm, em chạy nào giờ cũng bị té mà tại người bạn chở lắm. À. Lái yếu quá. Trong lễ năm tháng luôn cũng biết đường mà mình đỡ. Bạn bên trộm mình nói nhìn dễ thương ghê. Rồi. Có bị thương đâu không Kiệt? Cái Kiệt có bị thương đâu nữa không? Bị cái mắt kia, bị cái chân nó bị lát hết cánh quyển luôn. Cảm ơn trước. Rồi à. Nhưng mà chỉ bị ngoài da thôi. Thầy tới, tôi đỡ còn lại nha thầy tới à. Dạ. Anh Tiến hết bệnh cho anh tới. Cảm ơn Chúa là nó bị có một ngày một hà. Cầu nguyện đêm đó sáng dậy nó sáng chủ nhật là nó khỏe hẳn ra bình thường giống như không có gì hết. Cảm ơn chú. Ồ mà bữa thứ bảy là nó bị dữ nặng lắm á. Bị sốt nóng nó như lửa vậy đầu nó ói rồi nó ăn không được nữa. Tục cầu nguyện. Nấu cháo nè cầu nguyện. Cảm ơn Chúa là Chúa chữa lành. Sao tình hình không gầy hải bệnh sao thế em? Nóng chưa? Anh tới ơi, chú cho có việc làm ở tại nhà rồi, đi làm gần rồi, không có ý định đi xa nữa. Dạ, yeah, cảm ơn chúa. Làm gì thế em? Dạ. Làm gì? Dạ, đi phụ tiếp người ta xây nhà rồi anh tới cạnh hồ. À, phụ hồ đó. Dạ, mà mấy hôm nay cứ một buổi làm mà còn buổi trời mưa. À, không có việc làm được là cũng cảm ơn Chúa tốt rồi. Dạ, với lại cảm ơn Chúa là gia đình bây giờ cũng hòa thuận với lại vui vẻ rồi. Nên rồi, cảm ơn Chúa. Định hơn nhiều. Cảm ơn Chúa rồi. Dạ, còn cái công việc học đàn thì hôm bữa ba em với em có hỏi cái đàn của chị Đấu á. Nhưng mà tính như là chị đó thì cho một anh em hát cô Nhung cho hãng tượng đàn có cái ảnh được rồi. Nhưng không biết tiếp tục được lâu tại vì nếu mà em không đi học cái ảnh có đi không nghiệp anh đang đầu tư mua thêm hai cây đàn nữa. Ô cảm ơn Chúa. Một cây học với cây Vita nữa cho nên là anh em qua có học có đàn học. Dạ, ở bên em bây giờ cũng dư được một cây guitar. Nếu mà có người thì có thể cho mượn. À. Dạ, em có chú bạn mới tới giờ chưa có gì. Em đi qua quẩy cây cũ qua cái tập xong cái là để bên đây luôn. Dạ. Chừng nào qua cái tập tiếp. Thôi nhưng quẩy mà em có cái tập này mới cơ. Cưng đừng mới phải không? Cưng lắm. Sao Lý có gì làm chứng chia sẻ không? Dạ. Sao Lý? Em hỏi anh tới ở nhà anh Phước không? Một sư Phước á. Cũng gần mà cũng xa xa. Dạ. Đi đường tắt thì chắc cây số, chắc hơn cây số. Còn đi đường vòng thì khoảng 4-5 cây. À, dạ.
hai mục sư thường đi công việc với nhau à? Ở đây có gì cái hú anh đi chung không à? Anh có gì anh hú không cái qua đi chung không à? Hay đi thông công chung? Dạ. Dạ. Vậy vui quá. Vui rồi. Sao công việc bữa nay có đi lấy thông tin gì không Lý? Dạ không, thường cuối tuần thứ 6 thứ 7 tụi em mới đi. Dạ. Cuối tuần mới đi lần hả? Dạ, cuối tuần đi thứ 5 thứ 6 thứ 7 đi một ngày đi chừng 5 5 6 nhà đó. Dạ. Cầu nguyện từ sau nghe cho lại lấy hết thông tin hết. Tụi em đi phải có người hướng dẫn, họ biết nhà đó, nhờ người mà thường họ hướng dẫn thì người đi cho mau, nhiều khi không biết được đi. Cảm ơn Chúa là bên đây á, anh đi giao kem á cho người ta đó, cái đầu anh đem mấy cuốn chứng đạo đơn đó. Dạ. Anh để theo trong cái bội xe, cái đồng một số người thì họ thấy họ thắc mắc, họ lấy họ xem. Xem xong cái mình giới thiệu. Dạ. Về Chúa cho họ đọc. Dạ. Còn một số người thì anh quen, cái anh gửi anh cho anh giới thiệu về Chúa, cái anh cho họ đọc xong cái hôm nay cái anh quay lại anh nói chuyện về Chúa cho họ nghe, cái cầu nguyện cho họ tin Chúa luôn. Dạ. Em đi cũng như là đi sau đó thăm, đi một lần đạt xong đó sau đó vòng lại thăm nữa. Làm chứng là thắp cho họ đi. Rồi thấy mấy người tặng đặt cái thư, họ có quà. Bên anh bị đứng hay gì sao á? Dạ anh tới ơi, anh tới hôm nay cầu nguyện ngang đề không anh tới? Ok. Dạ anh tới cầu nguyện ngang đề cho em ngang đề cũ, xin Chúa tiếp trả cho em 10 triệu đem đi học đi thân. Với lại em tin chắc chắn có kế hoạch để cho em đi chạy hè, bởi vì hiện giờ chưa nhờ ai học giờ được, cảm ơn Chúa. Thế An có thấy có đi chạy hè bên trưởng lão không, đi Nha Trang á? Dạ chạy hè ở bên anh tới là tháng 7 không anh tới? À tháng 7. Dạ, cuối tháng 7 á. Tại vì thời gian đó là đang học chắc cũng sắp chuẩn bị thi á, nên là không biết sao. Dạ cứ còn chú đi thầy hẹn đăng ký bên đó tới gì anh tới thì cũng tháng 7 thì nếu có thông tin đăng ký sớm thì tốt. Dạ còn trễ thì không sao. Dạ cảm ơn chú, còn mọi chú. Dạ với chú ban cho em sự bình an. Dạ cảm ơn. Tinh thần sao? Dạ tinh thần tốt lắm anh tới rồi. Dạ tại vì cảm ơn Chúa rồi. Dạ dạ xong rồi em qua bên phòng người lớn em khi tìm thử thấy một cái kẹt không. Dạ sao nay tâu sớm giờ chưa xong mà tâu sớm vậy? Dạ không, em qua rồi em gặp một sự kiện cái em qua đây lại liền à. Không giờ lại liền hả? Dạ cảm ơn Chúa. Rồi ok. Rồi Mỹ Lan có gì cần cầu nguyện không Mỹ Lan hả?
Dạ thì cũng là nhu cầu cũ cho ba em mau hết bệnh. Với lại cầu xin Chúa cầu nguyện thay em cho em nữa. Hai cầu thai cho em của em đúng không? Cầu thai cho em. Dạ thầy cầu thai cho em nữa. Tại vì bây giờ nói chung là em đang đau lòng lắm, cầu xin Chúa chữa lành vết thương lòng của em để cho em có sự hoạt bát khi mà làm việc cũng như là gặp gỡ nhiều người, để cho mình nói chung là tâm trạng mình thoải mái một chút xíu. Hơi cụ thể tí xíu được không? Cụ thể chút xíu hả? Nói chung là bây giờ em đang rất là buồn. Ra đường gặp ai vui vẻ em cũng không có vui. Nói chung là buồn rất là tệ. Tâm trạng buồn đúng không? Dạ. Chờ em tí xíu nghe điện thoại nha. Dạ. Máy của anh tới bị đứng sao? Một sự kiện chưa vô em. Em dạ chưa, em không thấy một sự kiện. Dạ. Ủa Thúy An ơi. Ủa chị dạ. Lý ơi. Ủa cái chạy hè mà bên một sự kiện đó là dạ. Mình đi học 3 ngày. Học 3 ngày luôn phải không? Dạ, mình không phải gọi là đi học nữa chị. Như là đi vui chơi giải trí vậy chị. Mọi Linh. Dạ. Mọi Linh cho thanh thiếu niên á. Rồi Mỹ Lan nói tiếp đi Mỹ Lan. Dạ em nói xong rồi thầy ơi. Cái như đó thôi hà. Nói thêm em. Mỹ Lan. Dạ tại vì em đang định hỏi thông tin về chị hè để em thu xếp công việc nhà đó. Alo. À, từ 18 tay là xong rồi em. Nghe em tới ơi. Đi chị Lan ơi, vui lắm á chị. Alo. Nghe rồi anh tới ơi. Tới đừng nói chuyện với ai á. Rồi alo. Dạ nghe. Cái máy anh nó có vấn đề cho nên là không biết, tự nhiên cái anh nghe xong cái quay lại cái lo nó bị sao, nó không thèm nhận hiệu của anh nữa, nó không nghe hiệu lệnh nữa nên phải chuyển máy tiếp. Rồi Mỹ Lan nói tiếp đi Mỹ Lan. Dạ em nói xong rồi thầy tới rồi. Ủa còn nãy em cầu nguyện cho em rồi ba em nãy là bệnh dạ. Rồi, Lý có gì cần cầu nguyện không Lý hả? Cười. Dạ
cầu nguyện cho gia đình em bình an. Dạ. Dạ. Dạ, em cũng bình an nữa. Dạ. Dạ. Bình an nữa là bình an nguyên. Bình an thật của Chúa. À, bình an thật bình đấy. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cầu nguyện Chúa cho nhân sự trong hội thánh của em, Chúa dấy lên nhiều nhân sự. Nhiều là bao nhiêu? Có số lượng không? Bốn người. Dạ. Dạ. Bốn người. Bốn. Dạ. Cái cầu nguyện cho cái hội bắp tem ở hội thánh em đang làm đó, xin Chúa cũng cho công việc làm cho xong cái hội bắp tem nha anh tới, cũng đang làm nửa chừng mà rồi làm dạ cho nó thành xong. Rồi, ok, cảm ơn Chúa. Dạ. Thì còn gì nữa không? Đúng. Hết chưa? Dạ. Em gái của em bên Đào đó, cũng như đợt này mọi người về về thăm ở thăm ở Việt Nam đi đại hội ở Mã Lai đó, xin Chúa cũng sử dụng sức dầu tên môi miệng của em của em giống như mấy anh chị bạn được ơn để về cũng được rao giảng tin lành của Chúa cho đất nước Việt Nam cũng như khu vực xã Kim Sơn em mà. Cảm ơn Chúa. Chào Hoàng Yến nha. Dạ chào chị Hoàng Yến, chào cô vợ, chú anh Phước, chú cô với chị. Chào cô vợ, chào Hoàng Yến, chúc con Phước cô Hoàng Yến à. Chào cô Yến nha. Chào cô Kết nha. Xin chào Thi Anh nha. Dạ chào cô. Cô mẹ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Ủa, cô giữ sao lạc ở đâu đây vậy? Ở đâu đây vậy? Đang ở trường Kinh Thánh hay trong trường Tông Ngoài. Còn này cô Tông Ngoài đến tối thứ 6 được về cơ. Thì tối thứ 6 ở nhà thì nói chuyện thoải mái, rồi ở đây thì có máy điện thoại lắm bao giờ, tập phù lắm. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Chúa ban phước cho các bạn. Rồi thì ăn sang phòng thanh niên để làm lãnh đạo thanh niên đi. Chào Hoàng Yến. Xin chào anh Tuấn nha. Dạ chào cô Dĩnh. Hôm nay vào phòng thanh niên. Dự còn trẻ mà, tôi dự còn đi. Đang ở trong trường mà. Em thứ bảy mới được giải phòng. Đang ở trong cho mọi người chuẩn bị tài liệu ra. Dạ, dạ. Bây giờ anh em có năng đề, cầu nguyện. Anh Tuấn có cần cầu nguyện điều gì không ạ? Cầu nguyện sao cho nhiều thanh niên, biết tới cầu nguyện thanh niên. Rồi bây giờ còn 10 phút nữa. Bây giờ nếu không có gì thì em sẽ đại diện cầu nguyện trong phòng mình ha. Nguyễn có điều gì cần nói không?
trước đâu nhỉ? Không nghe hả? Em phải, em phải. Tên Lý chứ không phải chị Tiết. Sao chị viết chữ viết ai phát mini vào? Lý. Chị chưa đổi tên lương Lý á, nãy quên Lý á, nãy quên. Hôm nay mình ngọt được vào phòng thanh niên thì thấy mình tự dưng lại trẻ ra này. cô giữ với Hoàng Yến là có quan hệ sao hả cô giữ ha? Là bạn cùng lớp ở năm 2. Hai cô cháu em đang học Kinh Thánh, đang học ở trong trường ạ. Rồi, có hai đứa con rồi. Thế tại sao anh lại vào phòng nguyện thanh niên? Là ủng hộ bên phòng tình nguyện thanh niên. Đúng rồi, để mong để mong có đủ thanh niên là những người này giống mặt khác. Mặt khác. Nào có nhận giống mặt giống mặt. Ông anh Tuấn phải nói rõ là thanh niên đi khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Thanh niên lâu năm không ạ? Chồng là được rồi, chưa vợ chưa chồng mới được vào phòng thanh niên, có vợ có chồng rồi, vào phòng người lớn. Tôi vừa nói thế, nét cho mẹ tạm thời cho anh em 25 mình xuất hiện ở đây một thời gian ngắn rồi. Máy tính mình nói cái động vang quá. Người ở đấy nói tiếng nhưng mà tiếng gì, tiếng ghé hay tiếng thế? Alo, đây rồi. Dạ, anh nghe Thiên ơi. Dạ. Xác nhận tín hiệu mới thôi ạ. Bữa nay biết máy anh sao nó chụp chặt liên tục. Giờ bây giờ mời cả nhà mình hiệp ý ha. Alo. Rồi được rồi đấy, nói đi ạ. Dạ dạ dạ. Rồi bây giờ mời cả nhà mình hiệp ý, em sẽ cầu nguyện nha. Hallelujah, con ngợi khen Chúa. Là Đức Chúa Trời của chúng con, là Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Abraham, Ngài cũng là chính Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu, sự tốt lành của Chúa Ngài ban trên mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và con tin rằng trong danh Chúa Giê-xu, ngay giờ này mỗi một chúng con đều nhận lấy sự phước hạnh của Ngài. Bởi Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã chết trên thập tự giá, chịu đền tội cho chúng con. Và Ngài đã đổ huyết ra mua chuộc chúng con bởi dòng huyết của Ngài. Vì vậy mà chúng con trở nên con cái của Chúa. Chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con được phước bởi vì chúng con là con cái của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài.
trong danh Chúa Giêsu ngay giờ này chúng con bởi tình yêu của Chúa chúng con hiệp một lại với nhau và chúng con hướng lòng về Chúa cầu nguyện cho nhau. Đặc biệt buổi tối hôm nay chúng con cầu nguyện cho Tấn Kiệt. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ bảo vệ em trong ngày qua được bình an. Dù có tai nạn xảy ra nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa điều rằng Ngài gìn giữ bảo vệ em trong sự bình an của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con công bố rằng trong danh Chúa Giêsu những gì tai nạn xảy ra làm cho em bị chảy xước, bị đau sưng về những cái xác thịt, trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố sự chữa lành của Ngài trên Tấn Kiệt ngay giờ này. Và nhân danh Chúa con công bố rằng bởi lần roi của Ngài Tấn Kiệt được lành bệnh. Và ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu ta truyền lệnh cho thân thể của Tấn Kiệt phải được chữa lành ngay giờ này. Ra lệnh cho tất cả những sự sưng, những sự đau nhất trong danh Chúa Giêsu hãy ra khỏi thân thể của Tấn Kiệt ngay giờ này. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu ngay giờ này chúng con cũng hướng lòng về Chúa, đặc biệt cầu nguyện cho Thí An. Trời, trong danh Chúa Giêsu Ngài biết được tấm lòng của Thí An và Ngài biết được nhu cầu của Thí An đang cần thế nào. Và Chúa hứa rằng Ngài ban cho người điều lòng người ước ao, chẳng từ chối điều gì nơi môi người cầu xin. Phải Chúa ơi, chúng con biết rằng Thí An đang cầu xin Chúa 10 triệu đồng để rồi Thí An đóng học phí để học chương trình liên thông. Con tin rằng đây là điều phải lẽ và điều ao ước của Thí An. Con tin rằng sự tiếp trợ của Chúa Ngài chu cấp trước thời hạn cho Thí An. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu chúng con công bố sự tiếp trợ của Chúa Ngài cung ứng vì Ngài là Đức Chúa Trời rê trên cái cuộc đời của Thí An. Và Ngài cũng là Đức Chúa Trời tiếp trợ. Sự tiếp trợ của Thí An đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố sự tiếp trợ của Chúa trên Thí An dư dật hơn nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và trong danh Giêsu Ngài tiếp tục ban Thí An có sự bình an của Chúa. Và lời Chúa nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện tạ ơn của Ngài xin, trình dâng các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng Thí An trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng hướng lòng về Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Mỹ Lan. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng yêu thương Mỹ Lan, là đấng chịu chết thay cho Mỹ Lan trên thập tự giá, cũng là đấng cứu rỗi và đấng mua chuộc Thí An bởi dòng huyết của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương bầm ổng Thí An, Thí Lan, Mỹ Lan. Chúng con cảm ơn Chúa. Vì Chúa hứa rằng Ngài không để Mỹ Lan mồ côi đâu, và Ngài luôn bầm ẩm Mỹ Lan. Và Chúa hứa rằng dầu người mẹ mình có thể quên cho con mình bú, nhưng mà Đức Chúa Trời chẳng quên Mỹ Lan bao giờ. Trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố lời hứa đó sẽ ở trên đeo đuổi và theo cuộc đời của Mỹ Lan. Và Chúa hứa rằng Ngài luôn luôn đồng hành với Mỹ Lan và Ngài luôn đồng hành hết thảy chúng con. Vì vậy mà Ngài biết được tấm lòng của Mỹ Lan đang có những sự tổn thương ở trong tâm hồn, trong lòng, trong phần thân thể. Trong danh Chúa Giêsu những gì nó làm cho tổn thương thì con công bố rằng trong danh Chúa Giêsu nó phải vô hiệu quả và đại bại lui ra khỏi thân thể của Mỹ Lan ngay trong giờ này. Trong danh Chúa Giêsu bất cứ điều gì đã làm tổn hại thân thể cũng như tâm hồn của Mỹ Lan thì trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố niềm an ủi, niềm vui và sự chữa lành của Ngài trên tấm lòng của Mỹ Lan ngay giờ này. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện để lời Chúa ơi, Ngài khích lệ vì Chúa Ngài là đấng đem đến tình yêu, đem đến sự vui mừng, đem sự bình an. Con công bố rằng trong danh Chúa Giêsu Mỹ Lan ngay giờ này sẽ nhận lấy sự vui mừng của Ngài. Tất cả những gì, những vết thương lòng đang bị tổn thương, ai đó đang làm tổn thương Mỹ Lan, điều gì làm cho tổn thương Mỹ Lan thì trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố chính Chúa Giêsu là đấng rịch lại những vết thương lòng đó và Ngài cũng là đấng chữa lành những vết thương lòng đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Cứ tiếp tục an ủi rồi Ngài khích lệ, Chúa ban phước cho Mỹ Lan được vui vẻ, được sự bình an thật ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và con cũng cầu nguyện để rồi Chúa Ngài tiếp tục thăm viếng trên ba của Mỹ Lan nữa. Ôi Chúa, chúng con nghe nói rằng ông có những cái cơn bệnh trong thân thể cũng như là bệnh ung thư cổ trướng cũng như là bệnh trên cổ, trên thân thể. Ôi, chúng con không biết rằng ông đang tất cả bao nhiêu bệnh trong người và chúng con cũng không biết rằng ông
đang mắc chứng bệnh cụ thể là bệnh gì rõ ràng, nhưng mà con tin rằng Chúa Giêsu của chúng con, Ngài biết được thân thể của ba Mỹ Lan như giờ này. Ngài biết được ông đang ngồi, ông đang đứng dậy. Và Ngài biết được tấm lòng của ông. Và Chúa biết được thân thể của ông đang ở trong tình trạng nào. Và đang bị những cơn bệnh nào nó hoành hành và nó cai trị. Trong danh Chúa Giêsu, vì lời Chúa hứa rằng bởi lần roi của Ngài và thân thể ba Mỹ Lan sẽ được chữa lành. Bởi trong danh Chúa Giêsu, Ngài hứa rằng những kẻ tin sẽ nhận lấy dấu lạ này. Và bởi những kẻ tin sẽ nhận lấy sự chữa lành của Ngài. Chúng con công bố rằng trong danh Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa là đấng đang chữa lành trên thân thể ba Mỹ Lan ngay trong giờ này. Và trong danh Chúa Giêsu, ta nói với những cơn bệnh, những cái bệnh ung thư cổ trướng, những cái bệnh trong thân thể của ba Mỹ Lan ngay trong giờ này, trong danh Chúa Giêsu, ta kiên lệnh cho những cái bệnh đó phải cút lui ra khỏi thân thể của ba Mỹ Lan ngay trong giờ này. Ta công bố trong danh Chúa Giêsu, không cho phép những cái cơn bệnh này nó nằm trên thân thể của ba Mỹ Lan nữa. Ngay này trong danh Chúa Giêsu, ta kiên lệnh cho thân thể của ba Mỹ Lan được chữa lành ngay trong giờ này. Ta công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng của Ngài khai phóng trên thân thể ba Mỹ Lan ngay từ giờ này. Để rồi tất cả những sự bệnh tật nó không có quyền cai trị nữa. Và trong danh Chúa Giêsu, ta công bố vô hiệu quả. Và trong danh Giêsu ngay này, ta công bố thân thể ông khỏe mạnh. Và trong danh Chúa Giêsu, công bố rằng thân thể ông khỏe mạnh và ông tiếp tục ăn được ngon lành, ăn mỗi ngày được nhiều lên và khỏe mạnh hơn để tiếp tục ở trong sự kính sợ Chúa, hầu việc Chúa. Và thấy được rằng quyền năng của Chúa, và qua cái sự chữa lành đó, ông làm chứng về sự làm đến sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và trước Chúa Trời, chúng con là một đấng quyền năng. Ngài là đấng một bác sĩ đại tài của mỗi một chúng con. Chúa có quyền Ngài chữa lành bệnh tật cho chúng con. Vì Chúa nói rằng Ngài là đấng hay làm ơn, hay làm phép lạ cho mỗi một chúng con. Vì vậy trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố phép lạ của Ngài xảy ra trên thân thể ba Mỹ Lan, để ông được chữa lành ngay trong giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con tôn cao danh của Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Con hướng lòng về Chúa, con cầu nguyện cho cô Lý. Cảm ơn Chúa vì lòng cô cưu mang cho công việc của Chúa cũng như hội thánh. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài biết được tấm lòng của cô. Và Ngài tiếp tục ban ơn trên cô Lý ngay trong giờ này. Chúa, Ngài nâng đỡ cô Lý tiếp tục có sự vui mừng, có sự bình an. Và tiếp tục, Chúa ơi, Ngài cũng nâng đỡ cho công việc mà cô đang làm. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng tiếp tục đầy ơn của Ngài trên cô Lý. Để rồi Ngài ban phước trên cô và cũng như ban phước trên hội thánh mà cô đang sinh hoạt. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con công bố hội thánh của Chúa mà cô Lý đang sinh hoạt đó đầy phước của Chúa, và mỗi ngày có người thêm vào trong hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con nghe nói rằng hội thánh đang làm hồ bắp tem, nhưng cũng một số điều nó còn trục trặc, làm chưa có xong được. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con công bố đây là công việc của Ngài, là công việc mà sẽ được mau mắn và hoàn thành để rồi sử dụng cho công việc nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con công bố những gì cản trở trên các việc làm hồ bắp tem này, thì trong danh Chúa Giêsu công bố bẻ gãy và vô hiệu quả nó. Để rồi con công bố trong danh Chúa Giêsu, hồ bắp tem này sẽ làm mau sớm rồi, để rồi hội thánh của Chúa sử dụng cho công việc nhà của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, Ngài cũng tiếp tục, Ngài cũng dấy lên những nhân sự cho công việc hội thánh của Ngài ở tại nơi mà cô Lý sinh hoạt. Xin danh Chúa Giêsu, Ngài, đây là điều mà tốt lành, và đây cũng là điều phải lẽ, và đây cũng là điều mà cô mong muốn. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng hội thánh Chúa sẽ được dấy lên nhiều nhân sự, nhiều người để đứng lên để phụ công việc cho hội thánh, và làm phát triển đi công việc hội thánh, để làm tiếp tục mở mang ra giọng vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố hội thánh này sẽ được phước của Chúa, và qua sự phước hành đó đem đến cho nhiều người được phước, qua lời làm chứng, qua lời chia sẻ, qua đời sống của hội thánh này. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố tất cả đều được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Con hướng lòng về Chúa, chúng cầu nguyện cho em của cô Lý, có nghe nói rằng cũng chuẩn bị đi nước ngoài. Trong danh Chúa Giêsu, những gì cô nêu ra, những gì mà cô lòng cô ao ước, cô mang
và em cô tiếp tục trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố chúc phước trên người em của cô. Để rồi em cô đi đến đâu thì sự phước hạnh của Chúa sẽ đến đó, và phước của Chúa đổ đầy trên đời sống của cô trong sự bình an. Đồng thời Chúa ơi, Ngài cũng ban phước trên lời nói, trên môi miệng của cô để rao giảng tin lành phúc âm của Ngài và làm cho công việc Chúa để vinh hiển danh thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Chúa tiếp tục ban ơn trên phòng cầu nguyện toàn cầu của thanh niên này. Trong danh Chúa Giêsu chúng con công bố chúc phước cho phòng cầu nguyện toàn cầu của thanh niên được phước của Chúa. Con cầu nguyện rồi trong danh Chúa Giêsu phòng cầu nguyện toàn cầu thanh niên sẽ mở rộng, lan ra nữa và lớn mạnh hơn nữa, và có mỗi ngày có nhiều bạn thanh niên tham dự vào phòng cầu nguyện thanh niên này. Để rồi Chúa ơi, chúng con có cái sự nối kết với nhau, chúng con có sự hiệp một lại với nhau, chúng con có sự thông công với nhau, chúng con có chung một sự thờ phượng Chúa với nhau. Chúng con tin rằng đây là điều mà Chúa muốn. Vì vậy trong danh Chúa Giêsu, con công bố phòng cầu nguyện toàn cầu của thanh niên sẽ phát triển ngay trong giờ này. Và trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố những gì nó cản trở thì trong danh Chúa Giêsu công bố bẻ rẫy vô hiệu hóa và quăng xa ra khỏi phòng cầu nguyện này. Chúng con cảm ơn Cha. Con công bố rằng trong danh Chúa Giêsu phòng cầu nguyện toàn cầu của thanh niên cũng như người lớn tiếp tục được phát triển lớn mạnh hơn nữa. Và con tin rằng Chúa Thánh Linh Ngài đang đồng hành với phòng cầu nguyện thanh niên toàn cầu này, cũng như Chúa đồng hành hết thảy tất cả những thành viên, cũng như hết thảy các bạn thanh niên ở trong phòng cầu nguyện toàn cầu này. Để rồi chúng con ai nấy đều được phước của Chúa, ai nấy đều được sự khích lệ, ai nấy được sự vui mừng, ai nấy đều được sự phước hạnh của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Con cầu nguyện để rồi Thánh Linh của Chúa Ngài hành động, Ngài dẫn dắt hết thảy chúng con đều ở trong nguồn phước của Ngài. Và Chúa cho hết thảy chúng con hiệp một lại với nhau trong tình yêu của Chúa, và hết thảy chúng con đều là chi thể ở trong thân của Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài. Con dâng buổi chương trình phòng cầu nguyện toàn cầu buổi tối hôm nay như tất cả nan đề chúng con lên cho Ngài, và con tin chắc rằng những gì chúng con cầu xin với Chúa thì trong danh Chúa Giêsu chúng con nhận lãnh được những nan đề đó. Chúng con cảm ơn Cha. Con ngợi khen Chúa, con tôn cao danh của Ngài. Bây giờ này chúng con cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Chúa ban phước cho mọi anh tới hả? Amen. Cảm ơn anh tới, chúc ông phước cho anh tới. Amen. Chúc phước thi an, chúc phước cho Lý. Amen. Chúc phước anh Tấn. Cảm ơn Chúa. Bây giờ hết giờ rồi, mình sẽ qua phòng người lớn à. Rồi, ok. Rồi, chú Phước Mỹ Lan. Dạ. Mỹ Lan nha. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy tới. Chúc em phước cho thầy. Rồi, chúc ơn Phước. Amen. Cho mọi người. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đỡ ngại. Chạy qua phòng người lớn.